Xin chào tất cả các bạn. Chị là Hải Quỳnh, chị đến từ Học Văn Chị Hiên. Và ngày hôm nay chị sẽ đem đến cho chúng mình những thông tin vô cùng đặc biệt về một khóa học mới dành cho các bạn học sinh lớp 9. Đó chính là khóa học kỹ năng. Với thời gian học trong 5 tháng thì khóa học kỹ năng sẽ có những nội dung gì? Chị sẽ chia ra thành các giai đoạn để các bạn dễ hình dung nhé. Giai đoạn thứ nhất, chúng ta tập trung vào phương pháp nghị luận văn học, cách viết đoạn văn nghị luận văn học, cách viết bài văn nghị luận văn học. Giai đoạn thứ hai, đó chính là phương pháp viết nghị luận xã hội ở cả dạng đoạn văn và bài văn. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn ôn tập về tiếng Việt và rèn luyện kỹ năng làm bài đọc hiểu. Cuối cùng, giai đoạn thứ tư chính là giai đoạn ôn thi với 15 đề thi trước khi chúng mình chính thức bước vào kỳ thi vào 10 các em nhé. Vậy khóa học này sẽ phù hợp cho những bạn nào? Khóa học kỹ năng là khóa học dành cho những bạn đã nắm được kiến thức nền của các tác phẩm và bây giờ chúng ta muốn có được kỹ năng viết và có giai đoạn luyện đề trước khi thi. Về hình thức học, chúng ta sẽ học qua hình thức phát trực tiếp ở trong nhóm kín và lịch học cố định 2 buổi một tuần. Tuy nhiên, với hình thức học như vậy thì nếu như các em muốn xem lại, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể bởi tất cả video đều được lưu lại, các em có thể mở lại để xem khi cần nhé. Khóa học kỹ năng này có những ưu điểm rất đặc biệt. Thứ nhất, đây là khóa học có hệ thống bài giảng và tài liệu bám sát theo chương trình ôn thi vào 10. Thứ hai, đây là khóa học mà các em sẽ được chú trọng rèn luyện về phương pháp viết, từ đó để cải thiện kỹ năng viết của chúng ta. Thứ ba, các bạn sẽ luôn luôn có sự đồng hành của giáo viên và trợ giảng, luôn được ưu tiên giải đáp những thắc mắc của chúng ta trong quá trình học văn. Thứ tư, khi tham gia trong khóa học, các bạn sẽ được tương tác trực tiếp cùng với giáo viên và trợ giảng. Thứ năm, em sẽ được tiết kiệm thời gian ôn luyện. Và cuối cùng, khi tham gia khóa học này, các bạn sẽ được luyện tập thường xuyên, chú trọng vào việc làm bài và được chấm chữa bài chi tiết. Khi trở thành một học sinh ở trong khóa học kỹ năng, các bạn sẽ được nhận những đặc quyền như sau. Đầu tiên, chúng mình sẽ được nhận một kho tài liệu khổng lồ cả về nghị luận văn học, nghị luận xã hội, đọc hiểu, vân vân. Bên cạnh đó, các em sẽ được luyện tập thường xuyên, được chấm chữa bài chi tiết và đặc biệt là được giải đáp mọi thắc mắc khi cần. Hiện tại, khóa học kỹ năng đã chính thức tuyển sinh và có học phí vô cùng ưu đãi dành cho những bạn đăng ký sớm. Khi đăng ký tham gia khóa học, các em sẽ được tặng kèm theo một gói quà rất đặc biệt. Đó chính là bộ video kiến thức nền của hơn 15 tác phẩm trọng tâm lớp 9. Kèm theo đó chính là cuốn sổ tay dẫn chứng đại dương văn học và thẻ chấm chữa bài có thời hạn trong vòng 6 tháng. Để đăng ký tham gia khóa học kỹ năng, rất đơn giản, các em có thể truy cập vào đường link chị để bên dưới hoặc nhắn tin về trang fanpage Học Văn Chị Hiên Trung học cơ sở lớp 6789 để được tư vấn chi tiết hơn. Chị rất hy vọng được gặp lại tất cả các em ở trong khóa học kỹ năng để cùng nhau chúng ta sẽ học phương pháp đúng, viết văn hay, đạt điểm như ý. Hẹn gặp lại tất cả các em trong khóa học kỹ năng nhé!